Xin chào các bạn nha. Đây là những ngày đầu tháng 12 dương lịch. Đại Lâm đã về quê thăm lại nhà vì ba ba của Đại Lâm đang bệnh nặng các bạn ạ. Cho nên bên bóng hiện tại bây giờ Đại Lâm cũng rất buồn và cũng ít có kèo. Trước hết Đại Lâm xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là mama của Đại Lâm, U71 rồi các bạn ạ. Hiện tại bây giờ đang ở nhà nuôi ba của Đại Lâm. Đại Lâm quê thật sự là ấp Long Thành 2, xã Long Giang, chợ mới An Giang. Còn tình trạng hiện tại bây giờ của ba ba Đại Lâm đang rất nặng các bạn ạ. Đây là chiếc xe lăn của ba ba Đại Lâm, mà hiện tại bây giờ ba ba Đại Lâm đi không được nữa rồi các bạn ơi, và nằm nghiêng thôi, nằm ngửa cũng không được. Ở trước đây 2005, ba ba của Đại Lâm từng bị giãn dây thất não và đã hai lần lên Chợ Rẫy, và các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã cứu ba ba tới giờ này 2005 đến giờ 2022. Còn hiện tại tình trạng của ba ba Đại Lâm đang bị rất nặng về thận, thận cũng có, hiện tại bây giờ thận nó đang hoành hành ba ba Đại Lâm, và hai cái bàn chân của ba ba Đại Lâm sưng rất to các bạn, và đi không được các bạn, và tiếng tiền liệt của ba ba Đại Lâm cũng đang bị rất nặng, và mama của Đại Lâm phải lót tả trong người của ba ba, mỗi khi tiểu rỉ rỉ trong quần luôn nha các bạn, phải lót tả cho ba ba Đại Lâm. Hiện tại bây giờ những chứng bệnh của ba ba Đại Lâm như là thoát vị đĩa đệm, cái xương sống của ba ba Đại Lâm đã bị ẹo một bên rồi các bạn ạ. Và thận nó đang hoành hành ba ba Đại Lâm, và tiếng tiền liệt. Thật sự thì Đại Lâm cũng từng bấm nguyệt nhiều người, và ông thầy của Đại Lâm cũng từng cứu Đại Lâm về trường hợp thoát vị đĩa đệm, nhưng hiện tại bây giờ ba ba Đại Lâm không còn trẻ nữa, cho nên những cái nguyệt, cái máu huyết lưu thông của mình nó rất khó khăn các bạn ạ. Hiện tại bây giờ thì gần 10 ngày nay ba ba Đại Lâm cũng không cơm nước gì được, chỉ có uống sữa để uống thuốc thôi các bạn ạ. Các bạn hãy nhìn kỹ lại cái chân của ba ba Đại Lâm này nha. Hiện tại bây giờ chân rất sưng, rất to, và nhận vô các bạn, nhịn thủng vô luôn được các bạn nha, thủng cái chân luôn nha. Trước đây thì những người bị sưng như thế này, Đại Lâm có thể bấm nguyệt và giúp cho mọi thứ như thế này, sưng thế này xẹp rất nhanh. Nhưng hiện tại bây giờ tình trạng của ba ba Đại Lâm máu huyết không còn lưu thông tốt nữa, giống như là bị trong người nó khô rồi các bạn ạ. Cho nên hiện tại bây giờ rất khó Đại Lâm để chữa cho ba ba. Rất nhiều anh em bạn bè cũng kêu dùng loại thuốc này, loại thuốc kia, nhưng thật sự không giảm bớt được các bạn ạ. Hiện tại bây giờ rất đau nhức nha. Rất đau nhức. Nhìn ba ba rất tội các bạn ơi. Đại Lâm chỉ biết cầu mong mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát hãy cứu hộ độ cho ba ba của Đại Lâm bớt đau nhức. Điều duy nhất hiện tại bây giờ các bạn ạ. Chỉ biết mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát trên thiên đàng hãy linh thiêng nhẹ độ hộ cho ba của con bớt đau nhất là được các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cặp chân của không? Bàn chân sưng rất to hiện tại bây giờ,